Thôi mình dùng điện thoại thôi. Đi chơi chụp tóc cho này. Nước à, nước của em đây. Nước của em nước ngọc chứ nước gì? Đẹp. Kinh khủng. Chị ơi đi vô đây chơi đi. Trong đây khí hậu mát lắm. Không nắng như miền Bắc đâu. Hoa thơm nhỉ? Chú ơi, đâu phải em. À nhang. Cô Phương Hằng đang đi du lịch rồi. Em đi khu du lịch Đại Nam chị ạ. Đây mới là một khu thôi, chưa đi hết của khu du lịch nên chắc phải mấy ngày. Gì có phải chính xác. Đấy, gì hình đấy. Ê, mình đi muộn quá trời nó tối chụp ảnh á. Tốc độ siêu phàm à? Chị Thu đâu biểu gì hiền chụp nhiều ảnh lên. Đúng quá. Trực tiếp. Trực tiếp. Đây là nhà cô Phương Hằng và chú Dũng. Hè răng. Nghe chưa không? Chị phải trực tiếp. Hiện ha. Ủa là chỗ nó quay trực tiếp khá mồm. Quái. Xinh gái nha, không xấu nha. Chị đang khá mồm mà em cũng quay. Cảnh khắc đáng yêu. Đi lên đây đi. Bên đây nè. Ôi chụp mãi, đi lên đây này. Đi lên cái cầu kìa. Ôi bỏ luôn. Tí ghê lăng xăng. Tí ơ. Bơ lăng xăng. Wow, đẹp thật. Quá đẹp. Tinh ơi. Toàn hoa, hoa đẹp mê người. Em chưa, mới đi được có đoạn mới đi vào luôn. Đẹp thật đấy.
Không. Anh Cưng có biết đường tìm mình không nhờ? Một màu vàng, màu đồng. Tiền cảnh. Đẹp quá trời đẹp. Ờ, đẹp quá. Ồ, ngày trước chị vô đây là một đám nước trống này, giờ ngập lên đi, đi qua đây là chắc là nhà chợ nhà ấy. Bơi dơ quá con. Ôi anh bơi nhỏ nghe chảy. Đẹp chưa? Đi xuống đây đi. Guốc đau chân. Ừ, là trời, nó nói từ cái gì? Sao mày không? Sao mày bán đi? Bây giờ là mình vô là mình vui chỗ mấy chỗ kia chơi, với mấy mấy chỗ kia chơi rộng nhỉ? Bên nhiều. Bên trò trò chơi, bên kia là vườn thú. Cảm ơn em. Trang ơi, sao vào đây ở đi, trong đây nó mát, khí hậu cũng mát. Đang nắng mưa xong lại tạnh. Tạnh xong rồi lại lại mưa, mà mưa có tí cả, nó mát. Đi ra ngoài không phải mặc áo chống nắng giống như ở nhà mình. Chỗ đây là trong nhà thờ. Cô Phương Hằng đi nghỉ dưỡng rồi. Để vào xin chữ ký mà không thấy cô đâu cả. Rộng ác. Bây giờ mình đi muộn cho nên là cũng ít người, người ta đi về hết rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát đây. Ừ, trong đây thoải mái. Có bụi bặm giống nhà mình nào. Đang còn đi sâu trong kia, còn đẹp lắm mà. Tối mất rồi. Phượng ơi, về đi du lịch Đại Nam, Phượng ơi. Giờ tối mới được. Mới chụp được có một cái thôi. Ơi! Thôi xong. Bờ ham chơi quá đáy ra quần. Thôi xong.
Thôi để vậy thôi. Ôi trời. Boy này. Mày bê bối. Đó, đá cho ông kêu. Đi tối chứ. Mà chị đi tối mà. Chợ Bồ Tát. Cá coi này quá. Cá là cá rô hồng không à? Cá rô hồng á? Cá rô hồng không? Cá rô phi cả. Cá rô hồng, cá rô phi không à? Ngã đấy con, đừng tựa vào đấy. Nhà mình đi ban ngày để chơi được lâu hơn. Bố ơi, bố. Ban ngày chơi được lâu mà nhiều cảnh, nhiều chỗ đẹp lắm. Không được. Tiger à, cá này con. Cá này con, không có Tiger, Tiger cá này. Nó lại xuống bắt. Cá này cá. Tố nó dám. Nó thích lắm vậy chứ gì. Nó có nhảy xuống bắt không? Không. Tiger. Cá này, cá này, cá này, cá này. Đây này, đây này. Tiger. Cá này, nó này, nó nè. Kì, nó đây nè, đây nè, đây nè. Nó đây, đây, đây. Hương, mùi hương thơm thật đấy. Vũ khóc à? Ủa cá rô hồng nè, coi chừng giống cái tổng phi à. Toàn cá rô phi không à? Có cá rô hồng kìa. La hán đầu, la hán cá rô phi. Cá nhiều hồng nhưng mà lấy hén rồi đây, lấy hén. Ô con cá này, con cá đẹp nhỉ. Đây rất nhật. Có hai con cá to. Nó ra hồi em đâu? Nó nằm rồi. Liều. Chụp cái là phải là đi ăn cái gì mới chịu này. Nhanh cho nó nằm. Bỏ thuốc anh cầm à? Anh cầm em cái quần kia mà. Kệ đi, buổi sáng quay đẹp hơn. Thằng hít. Chắc vậy. Rất nhiều rồi, đi đi lúc 2 giờ 2 rưỡi. Cứ sợ nắng. Cứ sợ nắng rồi. Như này đâu có túi đâu. Đây là hoa, hoa hoa thơm này. Hoa hoa gì nhỉ? Hoa đại đúng không? Dạ thắp hương anh Dương ơi. Dạ thắp hương kìa. Có mà ai này, người ta vừa thắp xong. Đứa nào cũng sụp sạc, đứa nào có đứa nào hiền đâu. Kỳ công ty đông vui nhờ. Đây công ty ăn chia nào mà phá hại. Đi chơi mà sợ nắng. Sợ chứ. Đây lúc mát thì hết mất thời gian. Thôi để hôm sau đi bù. Có. Phải rồi, phải. Mà không thì mớ thoát đi. Su không đi chuyến. Su á, à, Su bây giờ à bơi. Con heo Bồ Tát. Con heo Bồ Tát. Chị ơi, chị có thắp hương không? Em xách đồ cho chị thắp hương à? Đây này, đi đây, đây. Chị hỏi thắp thì em xách. Bỏ đồ vào trong cái kia ấy. Chết thôi bơ ơi, đi chơi mà. Đi chơi mà như thế này. Chết. Ngồi im. Ngồi im. Nhanh còn kịp. Đây, ăn mẹ bóc cho. Mày
Bố thắp đi. Còn thêm một bát. Ở chị Vô Nam em ạ. Chị vừa vào trưa nay xong, đang ở nhà chị Nga chơi này. Huyền hỏi hả? Vâng. Em ăn hồng rồi bắt tóc này. Em ơi, có em chứ mà em để nhà em quên không mặc lắm. Ai biết nay đi chơi xong rồi liều chứ. Quên em đang thay lên cái quần. Một lần nó gọi em mà. Hôm nay chơi thì liều mà. Chơi vui quá thì liều. Đây, đây, sầu riêng cho bán. Cái giày vô chỗ là ô thôi xong. Nè ăn đi nè, bấy nhầy hết rồi. Mời cả nhà ăn sầu riêng. Nè, hạt to quá trời. Ngon cực. Vợ chồng nhà hiền ra đây ăn hoa quả này. Dừa đâu? Ăn đi. Hai thằng dừa được rồi. Đừng có thấy cây dừa của cô mà liếc. 60 ngàn. Quả nhỏ à? Còn tê tê. Còn giấm đài rồi. Có lắng không? Ừ. Đường đi không lắng rồi. Ăn nó đi chị. Ăn đi khỏi cái sách. Ngoan à. Em ăn một miếng. Còn miếng chị ăn nốt đi. Ngon nhưng mà hạt to quá. Không? Đi đi ra ngoài kia đi. Em biết đây có ăn được không? Em biết đâu. Đi ra ngoài kia đi. Ôi, sợ lắm. Đây đây bác nào. Chồng chị đi chưa? Ai biết bà nữa nó. Không đến thôi là về chạy em nó không nhận hồi. Anh làm về hả? Bơ ai qua đây. Tiểu đoàn đi du lịch. Tiểu đoàn đi du lịch thì ngồi đây ăn luôn. Bơ ơi, đi ra đây.
Đi. Cho con bơ về mặc quần chứ. Đi. Đi về soát 10 tờ vé số thôi, có trúng tờ mô không nè. Đi về soát 10 tờ vé số. Về soi 10 tờ vé số thôi nè. 6 người nó với số. Nó mà trúng độc đắc 4 giờ. Bao cả đi chơi nước ngoài luôn. Nó mà trúng mà trúng một cái ba huyết. Ở đây chơi thêm tháng nữa. Thật. Hả? Mấy mới mua lúc đi chợ. Ở nhà mấy tờ nữa, ở nhà 6 7 tờ nữa. Kiên mua thêm 5 tờ nữa. Nào. Biết đâu được, đã đưa thì mua thôi. Mai đi mà. Mai đi mà. Ai? Đây Đà Lạt mai. Mua vé số bao nhiêu mà mai? Đà Lạt nhà mình mua tháng 6. Hôm nay mua 10 cho em. Ngày 8 bye bye thì nó số chứ từ 2 từ mấy tí. Hôm nay 11 mà. Hôm nay công nhận bán vé số nhiều thật ạ. Trời ơi, đây là dân vé số mà. Cứ thấy đông người cái là lại chào về mua à? Ở đây ba cái đống mua. Ba bước có người vé số. Sau xem, đây là. Một ngày chắc phải mua ủng hộ chắc mấy trăm nghìn thì vé số mà. Bốn rưỡi là có cái số miền Nam à? Số miền Nam. Quay ngày nha, quay số ở đâu nữa này? Quay đài. Hai đang soi sổ số. Hồ Chí Minh qua Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là quay Long An này chứ à? Đây là về mấy 10 tỷ. Không có trúng là cũng mua nhanh nhất, mua từ hai từ mua chứ. Có 27 đâu. Ở nhà nữa mà. Đó, nhà đâu? Đó. Đâu làm không đó. Đâu làm rồi. Đâu làm có. Không có thì tất cả đi. 53. Mua ủng hộ là chính. Đi nào. Đi ra đi. Giá đặc biệt mô. À bà chính. Chúng được trải co. Đi nào. Em nghe này. Chị em đang giờ đi về thế này. À mà anh đứng ngoài đấy chờ xong rồi chạy ra luôn. Anh ơi, nói nha, để đang ra gần đến nơi, ra gần đến cổng cần. Giờ để ra coi bàn bạc đi mua đã. Anh nhá. Đi ra đi. Một con rồi. Con rồi kìa. Đây. Cái gì vậy? Hay thế. Ticker. Đây. Ticker. Đi nào. Về xong rồi đi xe đi chúng em chơi rồi. Ăn cơm với anh chị đã. Ăn cơm với anh chị đã xong mới đi đâu mới đi được. Có hai vợ chồng ở đen xong rồi xuống. Vội gì? Gọi người dưới ở đất tám rồi, đất xuống sân bay rồi. Bảy sáu bảy giờ mới đi xuống đó đón chứ. Ai ơi, cả giờ chúng ta về chạy về đây. Thôi đi ra đi, đi nào. Đây à? Chờ nó quay lại. Bye. Nghĩ sao nó đi giữa đường mới luộc ra giữa chợ.
bế con kìa, đùa đâu để. Ngày trước ở đây là một đám đất chấm. Vâng, cháu đi Đại Nam cô ạ. Mà đi vào đóng cửa rồi, không chơi mấy cái khu vợ chơi được, chỉ đi tham quan xung quanh thôi. Rồi ta về hết rồi. Sticker. Dù nhưng mà vẫn đi tin đi bước. Xài bước thật dài. Chịu luôn Thanh Hóa thì bảo mình nào du lịch. Rồng to không con? To nhỏ. Bé con gái anh Dương này. Xong cứ điện thoại đấy. Bé con kìa. Thế sao biết? Mới mấy ngàn năm chứ có sao biết? Rồi, thế thôi. Nhiều quá. Cho nên con nhiều quá rồi đang tưởng tượng ra. Ủa vậy con người ở đâu ra? Con người tôi có chỉ ra. Ôi đó tiến hóa còn mấy cái này cũng vậy. Tiến hóa thì đâu có người loài. Con người cái gì không gặp không tiến hóa nhưng mà hồi xưa có mấy gan thỉ đồ này kia mới tiến hóa thành người. Em nói chuyện không phải có cái này phải có cái kia. Không, cái này thì có cái kia chứ mà đừng cái này không có cái kia được. Mấy học cao thử công chứ. Cặp đôi chào nhau. Ở đây sau nhiều lắm đó. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Sao thì chắc khi mà sau đám cưới xong quay lại chơi lần nữa. Nhờ. Đám cưới xong rồi quay lại chơi lần nữa. Đám cưới xong mà đây đi về dưới luôn, đi về Kiên Giang luôn, vòng ở đâu rồi. Thì đi về Kiên Giang thôi, lại vòng ngược lên đây. Đây vòng lên đây. Tây có cái sọc riêng trẻ. Thì Tây vậy à chị? Vậy à, vậy thế. Mình phải vào tận vườn kia vì mới mua rẻ. Ngộ ngon, ăn ngon mà tội nó hạt hơi to thôi. Ê, mình đi lạc ở đâu rồi chứ, làm gì cổng đấy. Có gì? Cổng đâu? Cổng hả? Cổng không? Cổng. Có đúng nè. Đúng rồi. Ủa đi nó cái xe đi gì đây nha. À đây này, cái này chị Nguyên đi đằng đi vô đúng không? Đây, không phải, không phải. Đây chứ này. Ngồi đâu? Ngồi đâu? Là Long Quân mà Âu Cơ này. Chúng ta đi chơi. Ủa sao mình đi kia xa nhỉ? Đi bằng đây. Đúng rồi, một phòng tròn mà. Chụp mới được có tấm hình à? Ủa đi chi chợ. Đi xe kìa, chứ chợ bắt cho chợ ra. Bé con đi bố. 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 Xuống đi. À đi cho taxi cho mày chở đi. Bé con đi người ta cười bây giờ. Bé con đi chơi. Đi nhanh nhá ta. Đi nhanh nhá hả? Ủa? Ủa? Sao ba không lại đi chơi? Ủa? Tí ở đây mua. Tí ở đây tôi vừa à trên cọng xây mãi xà che mưa cho Phật.